với kênh Hai Lúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trên con đường đi lên quận 12. Giao thông hôm nay thì khá là có vẻ, lý do là vào giữa trưa mọi người đã đi ăn hết rồi. Và giờ này thì bình thường thì giờ này cũng kẹt xe. Cái đặc điểm của Sài Gòn là giờ nào các bạn ra đường cũng sẽ kẹt xe, không có quan trọng là giờ nào. Trừ những khoảng thời gian như 1, 2, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng là kia thôi. Còn lại các khung giờ còn lại thì sẽ kẹt tất cả các ngã đường.
rồi. Em thấy các chị phụ nữ mà qua đường hay là gì đó thì bạn nên tránh xa khoảng 3-4 thước, chạy cách xa họ 3-4 thước, tại vì mấy bạn chạy không có nhòm đâu, báo hệ lũi cho mình bất cứ lúc nào. Thank you.
Má ông trời, ông nhìn bên kia thôi, ông quẹo trái. Mà ông quẹo trái, mà ông nhìn bên phải. Thank you.
xu vậy à? Gặp những hải cẩu ở biển chưa? Nào ra cái thứ ngồi là một tay nó ngồi, một tay nó lái làm như cô rơi vậy, nghe âm nữa. Không thiếu thì quá vậy, không thiếu thì đang ngồi thế giới này là còn một thứ mất niềm tin của phụ nữ á.